Xin chào đại gia đình thích trồng cây. Đây là cây lá giang của mình. Cây lá giang có sức sống rất rất là ghê, bởi vì nó vốn là một cây rừng ở các cái đồi núi ủ mối, thì cây lá giang nó phát triển. Nói chung người ta bảo rằng là đất càng cằn thì cây lá giang càng tươi tốt. Thì khi trồng quý vị nên trộn với xỉ than hay là cái đất sét nung á, cho nó lộn nhộn cái đất á, chứ đừng có đặc quá thì cây lá giang sẽ tốt nha quý vị. Và tưới cũng ít thôi. Mùa khô thì cây lá giang có thể rụi lá, khô cành, khô nhánh, nhưng mà đến mùa mưa thì từ gốc nó lại bật lên. Đấy. Thì lá giang có vị chua, nhẹ, thanh hơn là khế me. Những cái khế me đó nó chua gắt, chua đậm. Thì lá giang này chua thanh, chua nhẹ, giống như là cỏ ba lá, cho nên là rất dễ ăn. Khi search trên mạng á, thì nó sẽ ra những cái kết quả khác nhau, là lá giang làm được 119 món, có nơi thì nói 55 món. Thì thực ra là một món canh mà người ta liệt kê ra rất nhiều, cứ nguyên liệu gì là một món, chẳng hạn như canh gà, canh cá, rồi mực, rồi này kia. Nhưng thực ra thì nói ngắn gọn là lá giang có thể làm gỏi, kho, canh, ăn kèm lẩu bún, làm om vịt, om đồ đó. Nói chung là lợi dụng vị chua của nó để làm đủ thứ món hết. Muốn kể ra bao nhiêu món thì cứ kèm vô cái tên, cái nguyên liệu đi kèm, đó là mực, là cá, là gà, là bò, vân vân. Thì hôm nay mình nói về quấn lá giang, tức là dâm chiết, tách từ nhánh ra thành cây con. Thì từ cây này thì mới đây thôi, trong vòng một tháng nay mình tạo ra 3 cây con mới. Thì đầu tiên cái nhánh nó sẽ bò và nó quấn vô các nơi, thì ta phải nhẹ tay gỡ nó ra cho nó độc lập đó. Sau đó cái nào còn quấn nhau thì ta lại tách ra. Dụng cụ để chiết lá giang, dâm chiết lá giang là gồm có những cái ly nhỏ đã đục lỗ dưới đít để thoát nước đó. Và một cái bịch đất cũ, tức là đất đã xài rồi. Để dâm lá giang thì ta vẫn để cái dây trên thân cây mẹ, rồi ta lựa từ gốc. Ta chọn từ gốc nha, ta bắt đầu quấn rất nhẹ tay, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ta mới quấn 3 vòng tròn nhỏ, rồi ta đặt vô cái phần đất có sẵn trong ly, rồi đặt ly ở một mặt phẳng nào đó để làm điểm tựa. Sau đó ta nhét đất lên trên và nhấn chặt. Thì nửa của cái 3 vòng dây đó, tức là cái vòng tròn á, một nửa vòng tròn sẽ nằm trên đất và một nửa vòng tròn sẽ nằm dưới đất. Nửa vòng tròn dưới đất sẽ ra rễ nha quý vị. Sau khi quấn xong thì ta, nếu còn dư đoạn nhánh, ta lại tiếp tục quấn ra phía ngọn. Nếu còn dư nữa ta lại tiếp tục quấn. Và nhớ là phải có điểm tựa để đặt cái ly dâm. Đây là ly lá giang sau khi quấn xong. Thì quý vị thấy nè, một nửa vòng tròn nằm trong đất và một nửa vòng tròn nằm trên đất. Để chi? Để nửa vòng tròn dưới đất ra rễ và những mắt lá ở nửa vòng tròn trên sẽ mọc lên những chồi mới, trong trường hợp mà phía trên là không có cái ngọn nha quý vị. Như ở đây, phía trên là cái ngọn dài thì ta tiếp tục quấn mất rồi, cho nên không có ngọn. Ta cũng bỏ nửa vòng dây bên trong đất, nửa vòng tròn đó bên trên đất. Mỗi vòng tròn là có 3 vòng dây nha quý vị. Đó, thì
cây này ngọn của nó đã bị ghim trong đây, còn cây này thì ngọn nó trồi lên, như vậy ngọn này sẽ dài ra và cây này sẽ mạnh, sẽ nhanh có ăn hơn cây bên này. Nhưng cây bên này sẽ mọc nhánh từ các cái đoạn nối này nó và ở các vòng tròn quý vị. Sau nhớ là khi mình dâm á, là dâm vô ly màu trong, ly nhựa trong, để mình dỡ lên mình quan sát có rễ hay chưa, rồi mình cắt các đoạn nối từ cây mẹ ra ly dâm và từ ly này với ly khác mình sẽ cắt. Đây là nối gốc với ly dâm, mình sẽ cắt. Đây là nối ly dâm này với ly dâm khác. Đó. Bây giờ ta tiếp tục làm với nhánh khác thì ta cũng bỏ đất sẵn trong ly, rồi sau đó ta lựa nhánh cứng và dài. Đây, như nhánh này ta bắt đầu từ phần gốc, ta quấn ra, ta quấn 3 vòng rồi ta lại nhét cho ly. Đây, ta quấn 3 vòng như thế này, chừa lá trên nhánh cũng được, bứt lá đi cũng được. Xong ta đè xuống cái đất đã chuẩn bị sẵn trong ly, rồi bắt đầu ta nhét đất lên nửa vòng tròn nha quý vị. Lót như thế này, ta nhét đất vô. Thì cây lá giang á, như mình thấy là hiện nay được trồng rất nhiều, coi như thành vùng trồng luôn, là ở Bình Dương, tỉnh Bình Dương á quý vị. Là gồm có thành phố Thủ Dầu Một nè, thị xã Tân Uyên nè, thị xã Thuận An nè, hay là thành phố Thuận An thì quên rồi, có vùng lá thiêu đó, người ta trồng rất nhiều, coi như là vùng cung cấp sơn sâm cho tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở các vùng trồng đó là tới mùa thì lá giang nó ra bông, nó đậu hột và nó rụng xuống, thì tới mùa mưa nó bắt đầu lên đồng loạt cái con. Họ có nhiều lá giang thì cách tự nhiên đó là đi nhổ cái con mà trồng thôi. Còn mình á là hiếm, mình phải chiết ra. Thì cũng như hồi nãy, cái dây này sau khi quấn nó còn dư một khúc. Đó, quấn vô ly nó còn dư một khúc, ta tiếp tục quấn. Như vậy nếu quấn khéo thì cái dây này là được tới 3 cái con lận nha. 3 ly, quấn được 3 ly. Đấy. Sau khi quấn lá giang vô ly này còn dư dây ở phần ngọn, ta quấn vô đây. Sau khi quấn vô đó mà vẫn còn dư một khúc dây, ta lại tiếp tục quấn. Như vậy một dây lá giang bên này ta quấn được 2 ly, dây lá giang bên này ta quấn được bên này ta quấn được 3 ly, bên này quấn được 2 ly, vị trí là 5 ly. Và trên nhánh vẫn còn, trên cây vẫn còn 3-4 nhánh nữa, ta tiếp tục kiếm ly, bỏ đất vô và quấn nha quý vị. Như vậy là sau 15 phút mình đã quấn được 5 cái ly lá giang, sẽ trở thành 5 cây con nha quý vị. Thì sở dĩ mình phát minh ra được cái cách dâm chiếc này, đó là vì mình đã dâm dây xương sâm láng đó, xương sâm nhà đó, rất nhiều lần. Và mình đã tặng hàng trăm ly rồi. Riêng cái cây này thì bán chứ không có tặng nha. Chắc phải hét giá lên 50 quá. 50 một cây. Tất nhiên là mình sẽ trồng vô cái chậu rồi cây cao cao mới bán. Thì tất cả những cây gì mà nó dai thì ta đều làm theo cách này để chiết. Còn như nó giòn thì bó tay, tức là quấn một cái nó gãy, nó gập gãy thì coi như bó tay. Ví dụ sâm long, tức là cây sâm rừng đó, để làm xương sâm đó thì không có quấn được, mà phải chôn nó, chôn cái đoạn gần gốc á xuống cái đất kế đó, kế gốc, chôn đó cho kích thích nó ra rễ, rồi bắt đầu cắt ra đem trồng. Mình chưa thử cái phương pháp đó, nhưng mình nghĩ là cứ để dây trên cây mẹ, rồi chôn dưới đất cho nó ra rễ, rồi bắt đầu cắt rời ra.
trồng. Nhân lúc mà làm video về dâm lá giang thì mình giới thiệu đây là cây lựu hành ra bông rất đẹp nè, đó đó chót nè, cũng là lựu mà, hoa lựu đó đó chót. Thì mình thấy nhánh nó dẻo dai, cứng cứng và dai, thế là mình cũng quấn như cách đó. Và hiện nay nó đã ra rễ nè, thấy không quý vị, này rễ nè. Đó, mình có thể để một thời gian cho rễ mạnh rồi mình cắt ra, còn bây giờ mình cắt cũng được, ra rễ rồi sợ gì, cắt rời khỏi cây mẹ nha quý vị. Thế là ta được một cây lựu hành đang cho nụ. Đấy, cái lợi của việc dâm chiết nhánh đó là tạo ra được những cây con mà có đặc tính như cây mẹ, tức là có thể có bông có trái ngay tức thì. Đấy. Đó, rễ đó. Bảy ngày sau khi mình dỡ cái ly lên, mình sẽ thấy rễ ra, và khoảng 10 ngày sau là rễ dài, và mình có thể cắt rời các đoạn dây này ra và đem đi trồng nha quý vị. Thân lắm mình mới chia sẻ, chứ không phải bà đâu cũng chia sẻ nha. Thân lắm mới nói, không thân thì bỏ luôn, khỏi nói luôn. Rồi, dâm lá giang, còn gọi là giang dâm đó quý vị. Rồi, chúc quý vị thành công trong dịch giang dâm này nha. Chúc quý vị bình an trong đại dịch. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.